Chào tất cả các em, hôm nay cô giới thiệu cho các em hai vần mới cũng có âm o đứng ở trước. Đầu tiên cô giới thiệu cho các em vần oai, các em chú ý nghe cô đọc o a i oai oai. Thờ oai thoai nặng thoại thoại điện thoại. Cô đọc lại oai thoại điện thoại. Vần tiếp theo vần oai o a i oai oai. Sờ oai xoay sắc xoáy xoáy gió xoáy. Cô đọc lại oai xoáy gió xoáy. Cô đọc lại hai vần oai thoại điện thoại. Oai xoáy gió xoáy. Cô giới thiệu cho các em một số tiếng từ chứa vần mà các em vừa đọc. Các em chú ý nghe cô đọc. Sờ oai xoay huyền xoài xoài quả xoài. Ngờ oai ngoai nặng ngoại bà ngoại. Hờ oai hoay sắc hoáy hoáy thí hoáy. Lờ oai loay loay. Hờ oai hoay hoay loay hoay. Cô đọc lại bốn từ ứng dụng nhé. Quả xoài, bà ngoại, thí hoáy, loay hoay. Các em chú ý nghe cô đọc lại cả bài. Oai, thoại, điện thoại. Oai, xoáy, gió xoáy. Quả xoài, hoay. Bà ngoại, thí hoáy, loay hoay. Hôm nay cô hướng dẫn cho các em luyện đọc hai vần, vần oai và vần ai. Ở nhà các em luyện đọc bài nhé, sách giáo khoa trang 20-21. Chào các em.